những người hành nghề mại dâm ở Pháp lo sợ bị thất nghiệp, tên từ Paris. Khu Bois de Boulogne nằm bên lề thủ đô Paris được coi là một trung tâm mại dâm. Trên những con đường trong vùng có nhiều chiếc xe van của gái mại dâm chờ đợi khách hàng. Nhưng một dự luật vừa được đề nghị, nếu được Quốc hội chấp thuận, sẽ làm cho nghề mại dâm bị thiệt hại. Dự luật này muốn chống mại dâm bằng cách phạt tiền khách hàng. Bà Gaia vừa là gái mại dâm nhưng cũng là một nhà tranh đấu nhân quyền, từng làm việc văn phòng ở Argentina nhưng đến châu Âu để tìm một cuộc sống tốt hơn. Sau khi làm việc ở Thụy Sĩ và Đức, bà đã qua Pháp và đã sa vào nghề mại dâm. Hiện nay, bà đã trở thành một tú bà. Tiếp xúc với báo chí, bà Gaia nói rằng nếu dự luật thông qua, bà và các cô gái của bà sẽ đi tới nước khác. Pháp đang có khoảng từ 20 đến 40.000 người hành nghề mại dâm và 90% là người ngoại quốc. Họ là nạn nhân của hệ thống buôn lậu người từ Nigeria, Trung Cộng và Romania. Những cô gái hành nghề ở Bois de Boulogne có người Argentina, Uruguay và công dân nhiều nước châu Âu. Những người chỉ trích nói rằng dự luật sẽ làm cho gái mại dâm rút vào bóng tối, khó kiểm soát bệnh phong tình. Dự luật được bỏ phiếu trong ngày hôm nay sẽ phạt khách hàng 1.500 euro và tăng lên đến 3.000 euro nếu tái phạm. Những người hành nghề đã kéo tới trụ sở Quốc hội Pháp để biểu tình vào chiều hôm nay.